một vị A La Hán. Do ngài ra mặt quá dài, quá dài hoàng trước, quá dài cái sự rời bỏ đi, bệnh của ông liền khỏi. Cho nên chỉ cần phải biết nguồn gốc của bệnh tật có ba loại. Nếu như là bệnh chân sinh lý, thuốc có thể trị khỏi được. Bệnh hoặc giả trái chủ, thầy thuốc trị không khỏi. Siêu độ chính là nhân lực này, siêu độ chính là hóa giải. Nếu như đối phương tiếp nhận sự siêu độ, tự nghĩ báo ơn trả oán, hai bên báo lại báo đi tận nhà, không bao giờ dứt, không phải là một chuyện tốt. Nếu như một khi họ giác ngộ thì xong rồi, tiếp nhận hóa giải bệnh này thì có thể khỏi. Giả như gặp phải đối phương chưa kịp tiến hành, thành tiếp nhận hóa giải vậy thì không có cách gì. Chẳng qua không từ mà nói, đại đa số là biết tiếp nhận hóa giải, không tiếp nhận hóa giải là số ít. Đây là cách trị loại bệnh này. Loại thứ ba là bệnh của tập khí phiền, rất phiền phức. Loại bệnh này trong Phật pháp nói công phu tu học, đoạn phiền não, đoạn tập khí, phá dù lực, nước vào công phu. Không phải người khác có thể giúp quý vị tìm hết được. Tâm đọc thật sự rất hiện thức. Các vị phải biết được các bệnh của lục đạo chúng sanh. Ba thứ này nếu không xả bỏ, mãi mãi không thể thoát ly luân hồi lục đạo. Ở trong lục đạo, nếu quý vị xem vào ba dưỡng thiện, người phước báo nhân thiên, đó là nguyên nhân gì? Các tập phiền não tạm thời tận nét chưa thời sắp dụng, không phải không có, có đã sợ ẩn nấp kỹ. Điều gì đem nó giấu đi, định có thể khắc phục. Quý vị xem tiên nhân, tiên nhân tiểu trời và ma trở lên tu định, đều có thể hạ phục tiên não, càng đứng lên chỉ được. Tiên trời sắp giới, tiên trời vô sắp giới, linh lực của họ càng sâu, linh lực càng mạnh, thời gian trẻ phiền não càng dài. Khoảng thời gian này